Chào tất cả các em. Ở chương trình sinh học lớp 10, bài đầu tiên chúng ta học đó chính là bài một các cấp tổ chức của thế giới sống. Thì đối với bài này có những nội dung chính sau. Thứ nhất đó là các cấp tổ chức của thế giới sống, phần 1 là mã. Phần 2 là các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. Trong đó có đặc điểm là tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc nè, hệ thống mở và tự điều chỉnh, thế giới sống liên tục tiến hóa. Ta đi tìm hiểu vào từng nội dung cụ thể. Phần thứ nhất, các cấp tổ chức của thế giới sống. Trước hết, các em hãy trả lời câu hỏi là em hãy cho biết sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào. Thì trước những câu hỏi này, thì các em học sinh sẽ đưa ra nhiều đáp án khác nhau. Trong đó có những đáp án như là chẳng hạn ở sinh vật nó có quá trình lớn lên hay còn gọi là sự sinh trưởng, nó có sự gia tăng về kích thước nè, ở sinh vật có sinh sản mà vật vô sinh thì không có nè, hay là ở sinh vật cụ thể là ở động vật có phản xạ nè, ở vật vô sinh không có. Tương tự là ở sinh vật có quá trình trao đổi chất, lấy những chất cần thiết hoặc là loại bỏ những chất thải ra ngoài mà ở vật vô sinh không có được. Phần kế tiếp đó là các cấp tổ chức của thế giới sống. Thì trong đó có những cái cấp bậc từ thấp đến cao. Đó là phân tử, bào quang, tế bào, mô, cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xẻ và cuối cùng đó là sinh viễn. Thì phân tử được cấu tạo từ chính các nguyên tử. Thì ở lớp 9 đã từng học về các loại phân tử, ví dụ như ADN, ARN, đó chính là phân tử. Rồi, phân tử sẽ tham gia cấu tạo nên bào quang. Ví dụ các bào quang đã từng học ở cấp trung học cơ sở như là ti thể nè, lập thể nè, vân vân. Đó chính là bào quang. Rồi, tập hợp các bào quang sẽ cấu tạo nên tế bào. Và tế bào chính là đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống. Tập ở đây, hình vẽ đây cụ thể, đây chính là tế bào thần kinh. Tập hợp các tế bào thần kinh này, nó sẽ tạo thành một cái mô. Đó chính là mô thần kinh. Vậy thì mô chính là tập hợp các tế bào giống nhau, nó cùng phối hợp thực hiện các cái chức năng nhất định nào đó. Thì người ta gọi đó là mô. Cụ thể ở đây, nhiều tế bào thần kinh hợp lại sẽ tạo thành mô thần kinh. Rồi, tập hợp nhiều mô kết hợp lại sẽ tạo thành đó là cơ quan. Ở đây cụ thể đó chính là não. Mô thần kinh tập hợp lại sẽ tạo thành đó lên ở đây là não. Não được gọi là cơ quan. Rồi, tập hợp cơ quan sẽ cấu tạo thành nên hệ cơ quan. Và sau đó sự phối hợp giữa các hệ cơ quan nó sẽ tạo thành một cái cơ thể hoàn chỉnh. Ví dụ như là cơ quan, nó sẽ tạo thành các hệ cơ quan như chúng ta có học các hệ như là hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa gì đó chẳng hạn. Hợp lại nó sẽ tạo thành đó là cơ thể hoàn chỉnh. Tập hợp nhiều cơ thể mà cùng một loài nghe, nó sẽ cấu tạo lại thành quần thể. Vì quần thể là một cái nhóm cá thể cùng một loài. Rồi tập hợp các quần thể của các loài khác nhau thì tạo thành đó là quần xẻ. Rồi quần xẻ kết hợp với sinh cảnh của chúng sẽ tạo thành một cái hệ sinh thái lớn nhất, đó chính là sinh quyển. Đó là các cấp độ thứ tự từ thấp đến cao của thế giới sống. Để rõ hơn, chúng ta tìm hiểu ở đây một ví dụ cụ thể. Ví dụ như ở người, cấp độ thấp đó là cấp độ hóa học, là các nguyên tử nó sẽ cấu tạo nên phân tử. Ở người sẽ có phân tử là ADN nè. ADN này nó sẽ cấu tạo nên, nó là thành phần có ở trong nhân của tế bào. Và cụ thể tế bào này là tế bào cơ trơn. Vì tế bào cơ trơn ở đây được xếp đó là cấp độ tế bào. Rồi tập hợp nhiều tế bào cơ trơn
Đây, rất nhiều tế bào cơ trơn hợp lại nó sẽ tạo thành mô, gọi là mô cơ trơn. Rồi, tập hợp nhiều mô hợp lại tạo thành cơ quan, ở đây cụ thể là bàng quang. Rồi, cơ quan sẽ tạo thành ở bàng quang, ví dụ đây là cơ quan, nó sẽ gồm có nhiều mô nè, mô liên kết nè, mô cơ trơn nguyên có nè, mô liên kết đó, biểu mô vân vân. Rồi, tập hợp nhiều cơ quan với hệ cơ quan sẽ tạo thành đó là một cái cơ thể hoàn chỉnh nè. Đây, bàng quang là một cái cơ quan là cấu thành nên nó hệ cơ quan. Ở đây đó là hệ bài tiết, sẽ bao gồm là thận nè, niệu quản, bàng quang, niệu đạo, hệ bài tiết. Và tập hợp nhiều cái hệ cơ quan này, đây là hệ bài tiết kết hợp với hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, vân vân, nó sẽ tạo thành một cái cơ thể hoàn chỉnh. Đó, ví dụ về các cấp độ cơ thể. Rồi cao hơn nữa, tập hợp nhiều cơ thể nó sẽ tạo thành là quần thể. Rồi tập hợp nhiều quần thể thì tạo thành quần xẻ. Rồi nhiều quần quần xẻ với cái sinh cảnh thì cuối cùng là gọi là sinh viện. Đó, con người cũng là sống trong sinh quyển. À, đó là cái hệ sinh thái lớn nhất, bao gồm tất cả các quần xẻ của trái đất và sinh cảnh của chúng luôn. Đây là một số khái niệm cho bạn nào cần tìm hiểu thêm. Khái niệm như là mô cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể nè, quần thể nè, quần xẻ, hệ sinh thái, sinh quyển. Như vậy, đối với các cấp độ cơ bản, các cấp tổ chức của sự sống vừa kể thì có những cái cấp nào theo cái em nghĩ đó là cơ bản nhất? Cấp cơ bản nhất đó chính, thứ nhất là tế bào, kế tiếp đó là cơ thể, kế tiếp là quần thể và quần xẻ, cuối cùng là hệ sinh thái. Đó chính là cấp cơ bản. Trong đó những cái cấp cơ bản quan trọng đó là tế bào, cơ thể, quần thể và quần xẻ. Bởi vì những cấp này nó có những cái đặc điểm nổi trội của sự sống. Nó có khả năng trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển gì đó vân vân. Và tế bào đây được gọi là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Cơ thể nào cũng đều được cấu tạo từ tế bào. Như tóm lại, các cấp ở phần 1 la mã chúng ta cần nắm những nội dung sau. Thứ nhất, kể tên được các cấp tổ chức sống từ thấp đến cao, kể từ cấp phân tử trở lên tới hệ sinh thái sinh viễn. Rồi trong các cấp tổ chức sống từ thấp đến cao đó, phải kể tên được cấp nào là cấp cơ bản, thì có tế bào, cơ thể, quần thể, quần xẻ, hệ sinh thái. Và trong đó cần nhấn mạnh rằng là tế bào chính là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Ở phần số 2 là đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. Đặc điểm thứ nhất đó là tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. Tức là ở phần mục 1 các em tìm hiểu rất nhiều các tổ chức sống khác nhau từ thấp đến cao. Thì theo nguyên tắc thứ bậc chính là gì? Là tổ chức sống ở cấp thấp, cấp nhỏ đó, nó sẽ làm nền tảng để xây dựng nên các tổ chức sống cấp trên, ví dụ như tế bào. Đến là cái cấp thấp nó sẽ xây dựng nên là cơ thể, không? Đó là nền tảng. Rồi, và nó có những cái đặc điểm nổi trội đặc trưng của thế giới sống, như là gì? Chuyển hóa vật chất và năng lượng, hay nói cách khác đó là trao đổi chất. Thứ hai đó là có sinh sản. Thứ ba là sinh trưởng phát triển. Thứ tư là cảm ứng. Và thứ năm đó là khả năng tự điều chỉnh và tiến hóa để thích nghi. Thì đối với các tổ chức sống cấp cao, nó không chỉ có những cái đặc điểm của các tổ chức sống cấp thấp hơn, mà nó còn có những cái đặc điểm nổi trội này mà ở cấp thấp nó không có được. Nên người ta gọi đây là tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. Phần thứ hai, đặc điểm thứ hai đó là hệ thống mở và tự điều chỉnh. Thì chúng ta tìm hiểu hệ thống mở là gì?
Đây là một ví dụ về hệ thống mở. Hệ thống mở các em hiểu nôm na đó chính là sự trao đổi chất giữa cơ thể, trao đổi vật chất và năng lượng giữa cơ thể sinh vật với môi trường. Thì đó được gọi là một cái hệ thống mở, là có sự trao đổi tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường. Chẳng hạn như là cây xanh, ở đây có cây xanh, đây là sinh vật sản xuất. Cây xanh nó sẽ có quá trình là hấp thụ chuyển đổi năng lượng ánh sáng thông qua quá trình quang hợp nè. Và bản thân nó cũng là gì, bị các loài khác, ví dụ như động vật ăn thực vật, nó tiêu thụ nè. Rồi bản thân cây xanh cũng có trao đổi chất với môi trường thông qua quá trình là gì, quá trình hô hấp nè. Lấy vào khí CO2, thải ra khí oxy giúp điều hòa môi trường nè, hoặc là quá trình thoát hơi nước giúp ổn định nhiệt, điều hòa nhiệt độ của môi trường, điều hòa nhiệt độ của không khí chẳng hạn. Đó chính là người ta gọi đây là hệ thống mở. Đó, góp phần làm biến đổi môi trường, gọi là hệ thống mở. Phần thứ hai đó là khả năng tự điều chỉnh. Đây chính là hệ thống tự điều chỉnh hoạt động của tuyến mồ hôi. Tuyến mồ hôi là một cái ví dụ điển hình cho khả năng tự điều chỉnh của cơ thể. Ví dụ như là khi môi trường sống ở các em có nhiệt độ quá cao đi, việc bắt buộc tuyến mồ hôi trong cơ thể phải hoạt động. Tuyến mồ hôi nó phải tiết ra, nó thông qua cái lỗ chân lông, tiết ra mồ hôi thông qua cái lỗ chân lông để điều hòa thân nhiệt cho cơ thể, giúp ổn định lại. Nhiệt độ thân nhiệt của cơ thể là khoảng 37 độ C đổ xuống, mà cao hơn 37 độ C đó là sốt rồi đó. Cao quá thì biến tính protein này có thể là gì, gây tử vong. Hoặc là khi các em tập thể dục, khi em tăng cường hoạt động chân tay nhiều thì nó góp phần làm tăng nhiệt độ. Lúc đó cũng phải cơ thể hoạt động của tiết mồ hôi này cũng bắt buộc phải tiết mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Hoặc là những lúc cảm xúc mạnh nè, hoặc là khi các em bệnh sốt thì phản ứng của cơ thể chống lại, hoạt động của cái hệ miễn dịch, cái phản ứng của cơ thể nó sẽ chống lại những cái tác nhân, ví dụ như vi khuẩn, virus gì đó chẳng hạn. Thì khi đó nhiệt độ cơ thể tăng cao, bắt buộc phải là gì, các em phải tìm mọi cách để hạ thấp nhiệt độ này xuống. Ví dụ thông qua có thể là uống thuốc hạ sốt, hoặc không thôi thì dân gian người ta sẽ sử dụng, ví dụ như là dùng nước nè, lau mồ hôi nè, lau mình cho lỗ chân lông nó giãn nở, để các hoạt động của tiết mồ hôi nó hoạt động được, tiết mồ hôi được tiết ra ngoài để ổn định, điều hòa được nhiệt độ của cơ thể. Hoặc là ví dụ như chườm đá ở trán chẳng hạn, người ta sẽ dùng khăn bọc lại nước đá, người ta chườm nhẹ ở trán. Đó cũng chính là một trong những cách để làm giảm nhiệt độ của cơ thể khi mà sốt. Khả năng tự điều chỉnh. Còn một cái ví dụ đối với sinh vật thì trong vần thể, ví dụ đây là vần thể ngữ quằn, thì có mối quan hệ giữa sinh sản và tử vong. Nếu như mức độ sinh sản nhiều quá, nhiều con quá, nó sinh sản nhiều quá thì số lượng cá thể nó tăng cao, dẫn đến quá trình cạnh tranh xảy ra. Khi đó bắt buộc phải là gì, phải điều chỉnh bằng cách là cạnh tranh. Cạnh tranh thì loài nào nó sẽ bị loại bỏ, yếu thế hơn thì sẽ bị loại bỏ, con nào yếu hơn bị loại bỏ. Ví dụ cạnh tranh thức ăn, cạnh tranh nơi ở gì đó chẳng hạn. Và có tử vong thì cuối cùng nó sẽ là quay lại trạng thái cân bằng. Đó chính là một cái ví dụ về hệ thống tự điều chỉnh trong tự nhiên của vật thể. Phần thứ ba đó là đặc điểm thế giới sống liên tục tiến hóa. Xuất phát từ một cái nguồn gốc chung. Mặc dù có nguồn gốc chung nhưng mà đối với các loài sinh vật thì luôn luôn tiến hóa. Để làm gì? Để tạo nên một cái thế giới sống vô cùng đa dạng và phong phú. Ví dụ như là có nè, loài người nè, có báo, cá voi, dơi chẳng hạn. Nó sẽ tiến hóa, nó sẽ hình thành nên những đặc điểm để thích ứng được với những cái môi trường sống của chúng. Có nhiều cái nguyên nhân tiến hóa khác nhau. Hoặc là ví dụ như khi trái đất hình thành, để hình thành nên những cái sinh vật sơ khai đầu tiên. Sau đó mới tới những cái gì, sinh vật nhân sơ, cuối cùng mới tới sinh vật nhân thực. Những cái sinh vật cấp thấp được hình thành như là tảo gì đó chẳng hạn, sau đó nó cuối cùng tới động vật không xương sống, rồi mới tới động vật có xương.
Nhìn chung thì thế giới sống phải liên tục tiến hóa để đảm bảo cho một cái thế giới sống vô cùng đa dạng và phong phú. Hoặc là ví dụ ở đây, ví dụ ở mỏ chim nè, nó sẽ mỗi loài chim nó sẽ có mỏ nó thích nghi với các loại thức ăn khác nhau. Cuối cùng đó là những cái câu hỏi củng cố, ví dụ về hai câu hỏi trắc nghiệm nè. Anh ta làm được những cái câu trắc nghiệm cơ bản, ví dụ các cấp tổ chức sống cơ bản được sắp xếp thứ tự từ thấp đến cao thì đó là những cấp nào nè? Thì đây đáp án đúng chắc chắn đó là từ tế bào, cơ thể, quần thể, vùng xã, hệ sinh thái và sinh vật. Đó là đáp án A. Hoặc là ở câu kế tiếp nè, cấp tổ chức cơ bản của mọi cơ thể sống đó chính là cấp nào? Chắc chắn đó chính là tế bào. Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sống. Đó là toàn bộ nội dung của ở bài số 1. Các em về nhà học bài, xem tiếp nội dung của bài số 2 và vẽ thêm sơ đồ tư duy tóm tắt quá trình bài học. Bài 2 chúng ta tìm hiểu đó là bài các giới sinh vật.